Trong hai ngày 18 và 19 tháng 7, các trường học trên địa bàn huyện Nghi Xuân đã huy động được 250 triệu đồng mua nhu yếu phẩm gửi cho đồng bào miền Nam chống dịch COVID-19. Số nhu yếu phẩm này đã được công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ Sao Vàng Đất Việt đảm nhận vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và huyện Nghi Xuân, ngành giáo dục huyện Nghi Xuân đã kêu gọi cán bộ giáo viên đóng góp tiền và nhu yếu phẩm để gửi vào đồng bào miền Nam chống dịch COVID-19. Toàn bộ số tiền quyên góp được, các trường học trên địa bàn huyện đã mua thêm bầu bí, rau xanh, trứng gà, trứng vịt, chế biến nút mít, măng chua, đóng hộp, cá khô, tép khô, mực khô và lạc rang giòn. Sau khi chế biến, những sản phẩm được đóng gói thành từng túi, từng hộp để gửi vào cho đồng bào miền Nam. Toàn bộ khoảng hơn 1.000 phần quà với tổng giá trị 250 triệu đồng. Được biết, công ty Sao Vàng Đất Việt cũng ủng hộ thêm 5 tấn bí xanh và nhiều phần quà khác. Sáng ngày 20 tháng 7, toàn bộ số hàng và quà trọng lượng 20 tấn, bao gồm cả nhu yếu phẩm của người dân Nghi Xuân gửi cho người thân đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, đã được ông Hoàng Trọng Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ Sao Vàng Đất Việt đảm nhận vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh và phát đến tay người dân sớm nhất.